Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn phần sử dụng nhóm công cụ Lightool trong Illustrator phối hợp với bảng Shop. Trước hết, nhóm công cụ Lightool này của chúng ta bao gồm có 5 công cụ. Thứ nhất, đó là công cụ dùng để vẽ các đoạn đường thẳng. Thứ hai là công cụ dùng để vẽ các đoạn cong, đường 45 độ. Thứ ba, tạo các đường xoắn ốc. Thứ tư, Rectangle Grip Tool dùng để tạo ra lưới vuông hoặc là lưới chữ nhật. Và Polar Grip Tool dùng để tạo ra lưới tròn. Với nhóm công cụ này, thao tác chung của nó đó chính là lựa chọn công cụ, sau đó click ra ngoài màn hình để tạo đối tượng trực tiếp. Hoặc lựa chọn công cụ, sau đó click ra ngoài màn hình để tạo thông số trong hộp thoại. Ví dụ đây ạ. Nghĩa là chúng ta sẽ có hai cách để tạo ra đối tượng. Một là tạo đối tượng trực tiếp và hai là tạo thông số trong hộp thoại. Đầu tiên với công cụ Line Segment Tool dùng để tạo ra các đoạn đường thẳng. Thì ở đây, khi click vào đối tượng, chúng ta có thể thao tác trực tiếp ra ngoài Advanced bằng cách là click ra Advanced, sau đó di chuyển hướng đoạn đường thẳng mà chúng ta mong muốn. Trong quá trình vẽ, chúng ta có thể giữ phím Shift để tạo góc 90 độ, góc 45 độ hoặc là góc thẳng ngang. Nghĩa là để đường thẳng của chúng ta luôn thẳng theo các góc vuông hoặc là góc chéo 45 độ. Độ dài chúng ta có thể thay đổi tùy ý trong quá trình chúng ta giữ và kéo chuột. Hướng chúng ta cũng có thể thay đổi rất là thoải mái. Nếu như trường hợp chúng ta click và sử dụng công cụ hộp thoại thì chúng ta có thể đánh thông số trực tiếp ở đây. Đây chính là ngang là độ dài, angle là góc xoay. Đây là màu của đường nét, có hoặc không. Đó là màu đổ. Lan, giả dụ bây giờ tôi sẽ đánh thông số là 50, góc xoay là 0, fill, đó, ok. Và như vậy tôi đã tạo được một đoạn đường thẳng. Tiếp theo với công cụ số 2, công cụ dùng để tạo ra các đoạn đường cong. Khi chọn công cụ và click ra ngoài màn hình, chúng ta sẽ được một hộp thoại. Thứ nhất, đây chính là độ dài của đoạn cong theo trục ngang, độ dài của đoạn cong theo trục dọc. Đây là định dạng mở hoặc kín. Tiếp theo đó là dựa trên chiều ngang hoặc là dựa trên chiều dọc. Sloper là độ dốc của đoạn cong đấy. Có thể là độ cong ít hoặc độ cong nhiều. Đây là màu của đoạn cong, có hoặc là không. Sau khi chúng ta lựa chọn thông số phù hợp, thì chúng ta có thể click OK. Chúng ta sẽ tạo ra một đoạn đường cong mặc định theo thông số có sẵn. Hoặc chúng ta trong quá trình vẽ thì chúng ta cũng có thể sử dụng thao tác bằng tay để tạo ra các đoạn đường cong bất kỳ theo ý muốn như này ạ. Độ dốc, độ nghiêng có thể thay đổi tùy theo tay chúng ta. Nếu như chúng ta giữ shift thì sẽ được một đường cong với góc 45 độ, nghĩa là luôn luôn là góc phần tư. Hoặc là chúng ta giữ phím an sẽ được hình cong, nhưng cái điểm khởi đầu nó sẽ là từ trung điểm của đoạn đường cong này, gọi là vẽ từ tâm. Thế như giữ an, giữ shift thì được một góc luôn luôn làm phần tư và đồng thời là vẽ từ tâm. Hoặc trong quá trình vẽ chúng ta có thể bấm phím X để thay đổi hướng của đường cong đó. Hoặc chúng ta click thêm phím C dùng để tạo hình khép kín hoặc là đường path hở bằng phím C. Giả dụ chúng ta vẽ các đường cong ở đây. Tôi sẽ giữ shift để được một góc 1/4, luôn là 1/4. Sau đó tôi phối hợp với công cụ Reflect Tool để chúng ta sao chép hình, giữ an, giữ shift. Đây, như vậy là chúng ta đã được một hình tạo bởi 4 góc 1/4 của hình tròn. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng và phối hợp với phím Ctrl Z, chúng ta sẽ tạo ra các đường path hở. Đây. Để tạo một phần khung cho đối tượng.
Sau đó tôi chọn các điểm của các đường path này. Tôi sử dụng thao tác đó là click phím Ctrl+Z để kết nối các điểm của đường path đó. Ctrl+Z. Như vậy là tôi đã được một phần khung của đối tượng. Hoặc tôi có thể tạo thêm lớp cho nó để tạo sự phong phú chẳng hạn. Đây tôi có thể tăng độ của chóc lên đây. Ví dụ như vậy. Tôi có thể tăng giảm màu sắc của đường nét nữa để tạo sự thay đổi cho phong phú. Ngoài ra với công cụ tạo đường cong này, chúng ta cũng có thể tạo thành hình xoắn, hình hoa xoáy để tạo sự thú vị. Ví dụ như đây. Tôi sẽ phối hợp với công cụ Rotate để tạo ra các đường xoáy. Sau đấy tôi có thể tăng độ, tăng shock hoặc giảm shock trong bảng shock bằng thông số web. Ngoài ra tôi có thể chọn định dạng của cáp, nghĩa là đầu mút, có thể là dạng phẳng hoặc dạng cong lồi hoặc là con lồi vuông. Tôi sẽ chọn định dạng là phẳng bình thường. Tiếp theo bên dưới này profile, tôi có thể thay đổi để tạo sự thay đổi cho đường path của tôi. Lựa chọn cái chế độ đó là phồng ở giữa. Tôi sẽ đổi màu sang màu đen. Để nhìn rõ hơn tôi sẽ tăng chóp lên chúng ta. Và như vậy là chúng ta có thể kết hợp các cái thao tác giữa đường nét và định dạng trong hộp chóp. Hoặc ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng, đây là Dashline. Dashline là để tạo đường nét đứt. Ở đây chúng ta sẽ có một số các thông số sau. Đây là khoảng cách của nét đứt thứ nhất và đây là khoảng giữa của hai nét đứt. Chúng ta có thể tăng giảm sử dụng loop break hoặc breakdown để chúng ta thay đổi thông số trong này. Take up để tăng và take down để giảm. Hoặc tôi có thể lựa chọn định dạng đầu mút đó là round cap. Round cap là dạng tròn. Tôi sẽ giảm cái thông số của dashline xuống để cho chúng ta nhìn rõ hơn. Tương tự như vậy, khi sử dụng các đường thẳng phối kết hợp với các hiệu ứng nghệ thuật của nét, thì tôi có thể tạo ra được một số nét rất là phong phú. Với đường thẳng này, chúng ta có thể tạo ra các nét đứt bằng cách sử dụng thông số trong Dashline của bảng điều khiển chóp. Ở đây chúng ta có thể tăng giảm thông số cho Dashline hoặc là tăng giảm độ dày của nét bằng thông số Weight. Lựa chọn định dạng của cáp có thể là dạng phẳng, lồi cong và lồi vuông. Tiếp theo để tạo ra nét lớn này, tôi sẽ không sử dụng Dashline nữa. Tôi sẽ tăng kích thước lên. Tôi sẽ kết hợp với công cụ Weight Tool để làm tăng cái độ lớn của đầu mút bên này. Hoặc khi cần thiết là tôi có thể làm giảm cái đầu mút này xuống để tạo độ hút cho đường nét. Tương tự như vậy, bên này tôi sẽ tăng thông số lên bằng thông số Weight trong hộp shock bên này để tạo thêm một đường nét nữa. Tôi cũng sẽ tăng thông số Weight trong hộp shock. Sau đó kết hợp với công cụ Weight Tool để kích đầu của hình lên, của đường nét lên và giảm đường nét này xuống. Cuối cùng với đường nét nhỏ này, chỉ sử dụng line bình thường. Tôi sẽ để kích thước là một quanh, không để dash line và không để profile, không để định dạng gì cả. Để dạng bình thường. Này tôi sẽ tăng lên. Tiếp theo với công cụ số 3, tạo đường xoắn ốc. Nó cũng sẽ có một số các đặc điểm chung sau. Thứ nhất đó là trong quá trình chúng ta vẽ, chúng ta có thể tăng giảm số lượng cạnh bằng cách đó là bấm phím mũi tên Pick Up để tăng hoặc Pick Down để giảm giảm số lượng của các đoạn trong đường xoắn ốc đó. Thứ hai, đó là chúng ta có thể kết hợp với phím Ctrl để làm tăng độ xoắn hoặc làm giảm độ xoắn của đường xoắn ốc này. Ngoài ra chúng ta cũng có thể tạo đường xoắn ốc bằng cách đánh thông số trong hộp thoại. Thứ nhất, radius chính là bán kính của đường xoắn ốc muốn tạo. Thứ hai, decay là độ xoáy. Và thứ ba, segment là số lượng phân đoạn. Style là dạng kiểu xoáy.
Khi chúng ta đã tạo thông số như mong muốn rồi thì chúng ta sẽ ok. Như vậy chúng ta có thể tạo được sự thay đổi của đối tượng bằng cách đánh thông số, hoặc chúng ta có thể tạo bằng cách là sử dụng các phím tắt với đường sơn ốc này. Trong quá trình vẽ muốn để chúng cân đối thì chúng ta cũng có thể giữ thêm phím shift để hình luôn cân đối góc thẳng, góc nghiêng 45 độ hoặc là góc ngang. Và chúng ta cũng có thể phối hợp thêm với các hiệu ứng chớp trong bảng điều khiển chớp này để chúng ta có thể tạo ra sự thú vị về đường nét. Ví dụ như tôi có thể tạo dashline để tạo sự thay đổi. Nhất là tôi có thể tạo dashline, hoặc tôi có thể phối hợp với công cụ width tool này để điều chỉnh độ lớn nhỏ của đường nét, độ dày mỏng của đường nét. Trong quá trình vẽ tôi cảm thấy muốn cái đường cong này có thể vẩy ra, cong lượn ra thì tôi sẽ phối hợp thêm với các cụ pencil tool để tôi tạo thêm phần đuôi cho đường cong này bằng cách click vào công cụ pencil tool phím tắt là N, sau đó tôi sẽ đưa theo đường path này để lái đường path ra. Đó. Như này chẳng hạn. Xong nếu cần thiết tôi muốn cái đường cong của tôi chưa được mượt lắm, tôi có thể phối hợp thêm với công cụ Smooth Tool dùng để làm mềm cái đường cong này, để làm mượt cái đường cong này, để tôi có thể vuốt để tăng hoặc giảm số lượng điểm, đồng thời là làm cho cái đường cong này chúng ta trở nên mượt hơn. Hoặc nếu như cần thiết hơn nữa, chúng ta cũng có thể thay đổi bằng cách chỉnh sửa bằng cách đó là chúng ta sử dụng công cụ chuột trắng để di chuyển chỉnh sửa điểm. Di chuyển chỉnh sửa điểm hoặc là bẻ cong điểm để chúng ta tạo được cái đường cong như ý chúng ta muốn. Ví dụ như này chẳng hạn. Hoặc ngoài ra thì chúng ta cũng có thể phối hợp với một số các hiệu ứng đường nét sau. Nhất là tôi sẽ không để dashline nữa. Tôi sẽ để định dạng bình thường, nhưng mà tôi có thể phối hợp với một số các hiệu ứng trong profile của hộp shop này để tôi tạo sự thay đổi về đường nét. Tôi sẽ tăng số lượng lên bằng phím mũi tên lên, hoặc là giảm độ dày của nét bằng mũi tên xuống, pick up hoặc pick down để giảm, pick up để tăng. Sử dụng một số các hiệu ứng kiểu dạng trong hộp shop này, trong mục profile này, chúng ta sẽ tạo được sự thay đổi về định dạng của đường nét nhằm tạo sự phong phú và thú vị cho đường nét này của chúng ta. Có rất nhiều định dạng khác nhau, chúng ta có thể tùy ý lựa chọn. Tiếp theo với công cụ tạo lưới vuông thì chúng ta có thể sử dụng. Thứ nhất đó là chúng ta thao tác trực tiếp ra ngoài AutoCAD, và trong quá trình vẽ bình thường như này chúng ta sẽ được một hình chữ nhật, nghĩa là được lưới hình chữ nhật. Hoặc nếu như muốn lưới luôn luôn vuông, chúng ta sẽ giữ thêm phím shift, chúng ta sẽ được lưới luôn vuông. Đó, bình thường thì sẽ là hình chữ nhật như này, còn nếu như khi cần thiết là chúng ta sẽ tạo được một cái lưới luôn vuông. Đó, nếu như chúng ta giữ thêm phím shift. Ở đây hiện tại do độ dày của chốc khá là lớn cho nên là tôi sẽ giảm độ dày của chốc xuống để chúng ta quan sát được dễ hơn, bằng cách bấm nút Pick Down để giảm thông số width trong hộp shop. Và đương nhiên chúng ta cũng có thể tăng giảm số lượng lưới trong quá trình chúng ta vẽ tay bằng cách đó là chúng ta bấm nút Pick Up để tăng số lượng lưới đó. Hoặc là bấm nút Pick Down để giảm số lượng lưới ngang. Còn nếu như muốn tăng số lượng lưới dọc thì chúng ta sẽ bấm nút N, nghĩa là mũi tên sang phải, hoặc là bấm nút Home, mũi tên sang trái để giảm số lượng lưới dọc. Đó. Công cụ này rất là có lợi khi chúng ta muốn tạo một cái bảng biểu nào đó trong Illustrator chẳng hạn. Ngoài ra chúng ta có thể phối hợp với các hiệu ứng của đường nét như thế này để chúng ta tạo được sự thu hút
tạo sự thay đổi về đường nét, cho cảm giác cho đường nét trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể phối hợp với công cụ Free Transform để biến đổi đối tượng theo dạng phối cảnh chẳng hạn. Ví dụ như này thì chúng ta sẽ được một đối tượng, giả dụ như là một bức tường chẳng hạn, hay là một cái hàng rào được tạo. Thứ nhất là tạo rất là nhanh chóng, thứ hai là rất sinh động bởi vì sử dụng các hiệu ứng trong đường nét. Với công cụ Rectangular Gap Tool này, chúng ta cũng có thể đánh thông số của đối tượng bằng cách đó là click ra ngoài Edward để chúng ta tạo lưới vuông. Thứ nhất với thông số width đó là chiều rộng của lưới, thứ hai là chiều cao của lưới, thứ ba đó là số lượng lưới theo chiều ngang. Trong đây skew là độ dồn lệch của lưới ngang, có thể lưới sẽ dồn lệch lên phía trên hoặc là dưới tùy theo thông số dương hoặc âm. Dương là lệch lên phía trên, còn âm là lệch xuống phía dưới. Vertical divide đó là số lượng lưới theo chiều dọc, nghĩa là theo hàng dọc. Và trong đây đương nhiên number là số lượng, skew chính là độ dồn lệch của lưới, có thể là lệch trái hoặc lệch phải. Bên dưới này đó chính là màu của whip, chúng ta có thể click vào đây để lựa chọn màu cho lưới. Sau khi lựa chọn thông số xong thì chúng ta sẽ click OK. Giả dụ như ở đây để tạo độ dồn, tôi sẽ tạo sự thay đổi. Ví dụ như thay vì để 0 trong, tôi sẽ để 50% chẳng hạn. Dưới này tôi sẽ để âm 50%, ví dụ như vậy. Sau đó click OK. Đó, như vậy chúng ta sẽ được một lưới nhưng mà có độ dồn lệch khác nhau theo thông số tôi đã đánh ra. Tiếp theo với công cụ Polar Gap Tool dùng để tạo ra lưới tròn. Khi click ra ngoài màn hình, nếu như chúng ta không giữ shift, hình của chúng ta có thể bị méo. Nhưng chúng ta giữ shift rồi thì hình sẽ mặc định là luôn luôn tròn. Và trong quá trình chúng ta tạo lưới thì chúng ta cũng có thể tăng giảm số lượng mắt lưới, vòng lưới bằng cách đó là sử dụng các nút pick up để tăng số lượng vòng, sử dụng nút pick down, mũi tên xuống để giảm số lượng vòng tròn, hoặc mũi tên sang phải hướng end dùng để tăng số lượng lưới hướng tâm, đó, hoặc là nút home dùng để giảm số lượng lưới hướng tâm. Như vậy chúng ta cũng có thể sử dụng công cụ này bằng cách đó là click lấy hộp thoại, sau đó chúng ta sẽ đánh thông số ở đây, đó là chiều rộng của lưới, chiều cao của lưới. Đương nhiên là muốn tròn thì chúng ta nên để hai thông số này bằng nhau. Đó. Tiếp theo đó là đường lưới hướng tâm. Trong number này là số lượng lưới hướng tâm, skew là độ dồn lệch, có thể lệch trái, lệch phải, lệch trong hoặc lệch ngoài dựa trên thông số âm và dương. Bên dưới này là vòng tròn đồng tâm với số lượng các vòng tròn hoặc là độ dồn lệch về vị trí của vòng tròn. Ví dụ như tôi sẽ tạo độ dồn lệch đây. Chẳng hạn bây giờ tôi sẽ để 5 đường lưới hướng tâm. Sau đó là skew độ dồn lệch, tôi sẽ cho nó dồn lệch vào trong. Ví dụ như là tôi sẽ để độ dồn là 50%, âm 50% chẳng hạn. Đó. Bên dưới này tôi sẽ để tạo độ dồn lệch bằng cách là 150. Ví dụ như vậy, OK. Như vậy là chúng ta sẽ tạo được một cái đường lưới mà có độ dồn lệch như thế này. Còn nếu như chúng ta để thông số đều thì đường lưới của chúng ta mặc định sẽ là cân đối, ví dụ như này. Và chúng ta cũng có thể tạo được những đường lưới dạng như thế này bằng cách phối hợp các hiệu ứng. Ví dụ như là thứ nhất là chúng ta có thể chia mảng lưới này ra để tạo thành các mảng màu bằng cách sử dụng lệnh divide chia hình. Sau khi chúng ta tạo lưới xong thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh divide bên trong hộp Pathfinder. Còn nếu như để tạo được hình như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng lưới này, tuy nhiên là chúng ta phối hợp với hiệu ứng trong profile trong shop. Sau đấy là chúng ta sẽ kết hợp với hiệu ứng free discharge trong free transform để chúng ta thay đổi hướng, thay đổi hình, tạo sự thú vị. Ví dụ như này. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn kỹ hơn một chút về bảng shop. Cụ thể trong đây chúng ta có các thông số, thứ nhất width đó là chiều rộng, chiều dày của đường nét. Thứ hai, path là nghĩa là đầu mút, nơi để áp dụng các định dạng cho điểm kết thúc của đường path. Có ba kiểu dạng, kiểu thứ nhất, bootcamp là đầu mút phẳng lõm. Thứ hai là roundcamp là đầu mút tròn. Thứ ba là đầu mút dạng lồi vuông. Bên dưới này, corner là phần giao giữa hai đoạn thẳng, hay gọi là mối nối. Mối nối này được hình thành khi hai đường path giao nhau.
Ví dụ tôi có các hình góc nhọn như này chẳng hạn. Khi hai đường path giao nhau thì chúng ta sẽ có cái góc nhọn như thế này. Và tôi có thể thay đổi các định dạng của góc nhọn này trong bảng của chalk. Thứ nhất, meter, tôi sẽ tăng độ dày của chalk này lên một chút để chúng ta nhìn rõ hơn. Và đương nhiên là chalk càng dày thì chúng ta nhìn càng rõ cái hiệu ứng của nó. Thứ nhất, mid zone, đó là định dạng nhọn bình thường. Thứ hai, round zone, đó là dạng đầu mút cong. Tiếp theo đó là mối nối góc bát vuông như này. Vậy thì tùy từng trường hợp, tùy từng hiệu ứng mà chúng ta có thể sử dụng cái đối tượng này sao cho nó linh hoạt và phù hợp. Bên cạnh đó thì phần Erlen chốc này là kiểu để sắp xếp căn gióng đường path, bao gồm có một số các định dạng sau. Thứ nhất đó là căn gióng đường viền và chính giữa của đường path. Thứ hai đó là căn gióng đường viền hay gọi là nét và bên trong của đường path. Thứ ba đó là căn gióng đường viền bên ngoài của đường path. Và đường viền càng đậm thì sự căn gióng vị trí của chúng càng rõ hơn. Ví dụ như tôi sẽ vẽ một hình vuông như thế này. Sau đó tôi sử dụng cái chế độ Erlen chốc. Thứ nhất, Erlen chốc to center. Chúng ta thấy rồi. Chốc sẽ căn gióng chính giữa so với đường path. Thứ hai đó là chốc sẽ căn gióng vào bên trong của đường path. Thì đây các bạn sẽ thấy đường path chính là phần khung xanh. Và lúc này chốc đã được đẩy vào trong. Hoặc là số 3, đó là chốc ở bên ngoài so với đường path. Thì chúng ta sẽ thấy đường path chính là màu xanh bên trong đây. Còn lúc này chốc đã được đẩy ra bên ngoài. Và tương tự như vậy thì tôi đã giới thiệu từ nãy, đó là chúng ta có thể thay đổi định dạng nét đứt hoặc nét liền ở trong dash line này. Dash line là kiểu định dạng nét liền hoặc nét đứt của đường path, và chuỗi nét đứt được phân tách nhau bởi các khoảng cách là gap. Đây là nét đứt và đây là khoảng cách giữa nét đứt đó. Chúng ta có thể nhập độ dài của đường nét đứt dash hoặc khoảng cách gap giữa chúng vào các ô dash gap với ba khoảng cách có thể thay đổi khác nhau, và mẫu nét đứt được thiết lập sẽ lặp đi lặp lại toàn bộ trên độ dài của đường viền. Chúng ta có thể phối hợp thêm với một số các định dạng của đầu mút để tạo sự thay đổi thú vị. Ví dụ như ở đây tôi sẽ đánh là 3 chẳng hạn. Bên này tôi sẽ đánh là 5 để tạo sự thay đổi. Ví dụ như vậy. Hoặc là trong quá trình làm thì tôi có thể click backup để tăng, để giảm độ dài của nét đứt đó. Ngoài ra chúng ta có một định dạng đó là liên tục hoặc là cân đối. Định dạng cân đối hoặc là định dạng liên tục. Ngoài ra thì bên dưới này chúng ta có thêm một cái phần thông số nữa, đó là kiểu định dạng mũi tên cho đầu hoặc cuối kết hợp với cả đầu hoặc cuối của một đường path. Trong đó ở ô này chính là điểm khởi đầu của đường nét hoặc của đường path, hoặc bên này chính là điểm kết thúc của đường path đó. Chúng ta có thể click vào đây, giả dụ tôi sẽ click vào mũi tên này, các bạn sẽ thấy nó xuất hiện ở điểm khởi đầu hoặc là xuất hiện ở điểm kết thúc. Ví dụ như này, chúng ta có thể tạo thêm mũi tên cho đối tượng. Ví dụ như chúng ta sẽ sử dụng một đường path này chẳng hạn, một đường path thẳng này. Chúng ta có thể tạo thêm phím mũi tên. Ví dụ như này chẳng hạn. Chúng ta có thể tạo thêm định dạng mũi tên cho đường path tùy vào mục đích chúng ta có thể sử dụng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài sau. Xin cảm ơn.